Xin chào cả nhà của kênh Phố Xá Sài Gòn ha. Hôm nay thì Thuận có mặt ở trên cầu. Cái này là cầu Thủ Thiêm số 2 mọi người. Đây, cầu Thủ Thiêm số 2. Bắc từ trung tâm quận nhất Sài Gòn để đi qua quận 2 mà nay đã là thành phố Thủ Đức nha mọi người. Đó, bắc qua đây, bắc qua thành phố Thủ Đức. Đối với những khán giả xa quê của kênh Phố Xá Sài Gòn, ví dụ như là các khán giả ở Mỹ nè, ở Canada nè, ở châu Âu chẳng hạn, lâu ngày không về Sài Gòn đó, mọi người sẽ thấy cái quang cảnh Sài Gòn bây giờ là như thế nào khi mà đứng trên cây cầu này quan sát nè mọi người. Đó, đây là toàn cảnh về cái mặt tiền sông Sài Gòn nhìn vào quận nhất. Ở phía bên kia đó là bến Nhà Rồng ha mọi người. Đó, bến Nhà Rồng là khu đó đó. Đó, mọi người có thể thấy đá màu đỏ đỏ đó là bến Nhà Rồng xưa kìa mọi người. Bến Nhà Rồng thì nằm về quận 4 ha. Thì qua một cây cầu là sẽ tới trung tâm quận nhất Sài Gòn. Thì cái tòa nhà này là tòa nhà tên là Miss Sài Gòn ha. À, Miss Sài Gòn. Quý cô á, Miss á. À, Miss Sài Gòn nha. Còn đây là Bitexco ha mọi người. Bitexco này có cái cánh ra giống như là cái cánh sen đó mọi người ha, như cái búp sen nó có cái cánh ra đó. Đây là quang cảnh khi nhìn về phía trung tâm Sài Gòn khi đứng trên cầu Thủ Thiêm 2 nha mọi người. Ở đây thì buổi chiều thu hút rất là đông người dân nè, các bạn trẻ này ra đây chụp hình đồ để mà lưu lại kỷ niệm đẹp với Sài Gòn khi mà có dịp lên Sài Gòn ha. Mình sẽ đi vòng vòng đây tí xíu để quay cho cả nhà xem quang cảnh của Sài Gòn khi mà nhìn từ cầu Thủ Thiêm 2. Cây cầu này thì cũng mới hoàn thành và đưa vào sử dụng cách đây khoảng 1 năm thôi mọi người. Cầu đẹp, siêu đẹp luôn, cầu dây văng nha mọi người. Xuất sắc ha mọi người ha, cây cầu rất là đẹp luôn. Và nhìn sang thành phố Thủ Đức bây giờ thì cái khu ngay đây là khu Thủ Thiêm nè. Thì bây giờ nhà cửa các cái tòa cao ốc đã dần dần lấp đầy ha. Nhìn ra là đã thấy rất là đẹp nha. Nếu mà với người dân xa quê Sài Gòn thì đây đúng là một trong những cái hình ảnh rất là mới lạ của Sài Gòn nha. Và đây là cái khu phức hợp chung cư Landmark nha mọi người. Landmark 81 tầng cao nhất Sài Gòn nè mọi người ha. Đó, cái tòa Landmark 81 tầng là đây ha. Ở đây cũng ngắm được tòa 81 tầng luôn. Cái view rất là đẹp. Để mà chụp hình này kia các thứ là đứng trên cầu này chụp là xuất sắc ha. Đây là nhìn vào phía đường Nguyễn Hữu Cảnh ha. Cái đường Nguyễn Hữu Cảnh là cái đường ở đó đó. Đó, cái cầu vượt thì là cái cầu dẫn dắt lên trên cầu Thủ Thiêm 2 này ha. Còn cái đường chạy phía dưới là đường Nguyễn Hữu Cảnh đó mọi người. Đó, đường xe đang chạy là đường Nguyễn Hữu Cảnh ha. Thì đường này sẽ dẫn mọi người đi qua quận 4 ha, đó, đi dọc bờ sông, đi qua cây cầu để qua quận 4, đó là cầu Nguyễn Tất Thành ha, đó. Lên cây cầu Nguyễn Tất Thành nè mọi người, đó. Lên phía đó là lên cây cầu Nguyễn Tất Thành nha. Đó, cầu Nguyễn Tất Thành. Đây, chỗ mình chỉ đây là cầu Nguyễn Tất Thành. Dẫn qua quận 4, qua bến Nhà Rồng ha, qua cảng ha. Đẹp không cả nhà? Sông Sài Gòn buổi chiều êm đẹp quá nè. Xuất sắc lắm, ở đây nhìn toàn cảnh Sài Gòn xuất sắc luôn. Đó, các bạn trẻ thì tụ tập ra đây để chụp hình cho bạn đồ rất là đẹp. Đây cũng có một cái khu chung cư xuất sắc hiện đại.
Đây là Landmark. Bên phía đằng sau Landmark là Bình Thạnh ha mọi người. Đường Điện Biên Phủ rồi đó. Đẹp nha cả nhà nha, xuất sắc nha. Cầu này khi mà mở ra thì giúp cái lưu thông ở phía trong quận nhất nè, trung tâm Sài Gòn với lại các quận thuộc về thành phố Thủ Đức bây giờ được thông thoáng và thuận tiện hơn ha. Đây là một cái du thuyền trên sông Sài Gòn để chở khách ha mọi người, cũng là chở nhu cầu du lịch của người dân Sài Gòn nè. Đã có những cái bến du thuyền ha, bến du thuyền nha. Đó, mọi người thấy cái dòng chữ vàng vàng không? Thành phố Thủ Đức kìa. Đó, thành phố Thủ Đức. Tức là Sài Gòn bây giờ chia ra làm thành phố Thủ Đức với lại thành phố Sài Gòn ở bên quận nhất. Với các quận phía này trở vô trong đó là quận nhất và quận 3, quận 5, quận 7, quận 6 các thứ ha. Còn phía ngược sau lưng mình là thành phố Thủ Đức nha. Đó. Này, ở đây cũng thấy nhìn thấy Prudential này, Prudential, cái tòa nhà mà có bảo hiểm Prudential đó, hay gọi là tòa nhà Prudential đó. Hồi xưa thì nó là tòa nhà cao nhất thành phố, nhưng mà bây giờ nó chỉ là tòa cao thứ 3 thôi mọi người. Bây giờ thì cao nhất là Landmark rồi ha, Landmark nằm phía bên này. Đó. Kia là một cái cầu Thủ Thiêm nha, cầu Thủ Thiêm 1 nha. Mà mọi người nhìn thấy này, đây nè, chỗ này nè. Đây, đây. Thủ Thiêm 1 ha. Xa nữa sẽ là cầu Sài Gòn nha. Còn đây là cầu Thủ Thiêm 2. Ok, rất rất là đẹp luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem thêm một cái clip của kênh Phố Xá Sài Gòn cập nhật và quay để cho người Việt xa quê có thể nhìn thấy quang cảnh của Sài Gòn hiện tại nó như thế nào ha. Đây là buổi chiều khoảng 5 giờ hơn ở trên cầu Thủ Thiêm 2 ha mọi người. Đó thì đó. Mọi người thấy cái tuyến xe buýt 2 tầng không? Đó là cái tuyến xe mà chở du khách từ trung tâm Sài Gòn đi một vòng từ các đi vòng vòng trong khu quận nhất. Rồi chạy qua cầu Thủ Thiêm 2 nè, để khám phá thành phố Thủ Đức. Đi dưới đường hầm kia kìa. Đó, đi từ trung tâm quận nhất nè, xong rồi đi qua một cái đường hầm ở đây nè. Cái đường hầm thì sẽ chạy từ đây nè. Đó, có một cái đường hầm. Đó, từ cái chỗ Tây Thuận Trị này nó sẽ đi ngầm dưới sông ha. Đi qua đây, qua đây là qua quận 2. Đó, cái tuyến xe buýt 2 tầng nó sẽ đi từ trung tâm quận nhất nè, đi vòng vòng các cái thắng cảnh của thành phố, giống như là bưu điện nè, nhà thờ nè, rồi các cái trung tâm thương mại, rồi các cái dinh độc lập này kia. Xong rồi là đi qua cái đường hầm đó, từ chỗ này nè, nó đi hầm xuống dưới đường hầm, đi qua bên này là qua Thủ Đức. Xong rồi đi một vòng nữa, đã đánh về cái cầu này là về lại trung tâm thành phố ha, để cho du khách người ta xem. Đó, du khách người ta đi tham quan ngắm cảnh thành phố từ cái xe buýt 2 tầng thì nhìn thành phố nó cũng rất là lạ ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem một cái video tiếp theo của Thuận cập nhật thêm về thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn của năm 2023 nó như thế nào ha. Cảm ơn cả nhà. Nếu cả nhà yêu thích cái nội dung của kênh của Thuận thì nhớ đăng ký cho Thuận một follow, cũng như là cho Thuận một like trên, hoặc là một thêm một comment trên kênh YouTube của Thuận nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Tạm biệt mọi người.